Đây là lái xe Hà Thanh Hưng, sinh năm 1977, hiện trú tại chung cư The Bright, phường La Khê, quận Hà Đông. Người điều khiển xe ô tô Hyundai Santa Fe gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông vào tối qua. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã tiến hành xét nghiệm. Kết quả lái xe này âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong máu. Tại cơ quan điều tra, Hà Thanh Hưng khai nhận có tiền sử bị bệnh động kinh, đã từng phải uống thuốc điều trị. Gần đây do làm kế toán tại một doanh nghiệp nên có căng thẳng, áp lực về tâm lý. Tối qua trên đường lái xe đi đón con thì gây ra tai nạn. Đầu em đi cùng có 3-4 người đây. Thì có một xe rất chậm này, em mới sinh nhan em xin vượt. Thì đúng lúc với em này nó mới cần như là nó bị một cái cơn. Và em không biết làm gì luôn, chóng mặt. Gần như em khi mà xảy ra hết rồi em thì mọi người kéo em không biết một cái gì. Sơ bộ xác nhận lái xe là có tiền sử về bệnh động kinh, trầm cảm. Cơ quan điều tra đã tiến hành đo nồng độ cồn và thử ma túy thì phát hiện lái xe không sử dụng nồng độ cồn và chất kích thích gì khác. Chiếc xe này do Hà Thanh Hưng điều khiển vào tối qua. Khi đi đến trước cửa số nhà 15 Ngô Thị Nhậm thì đâm vào một ô tô đi ngược chiều, khiến xe này bị lùi về phía sau và chạm với một ô tô khác. Chưa dừng lại, chiếc xe do Hưng điều khiển tiếp tục lao nhanh về phía ngã tư Ngô Thị Nhậm, Quang Trung và đâm vào 5 xe mô tô, một xe máy điện cùng một ô tô mang biển số quân đội đang dừng chờ đèn đỏ. Hậu quả, một nạn nhân nữ là quân nhân chuyên nghiệp đi xe máy đã tử vong tại hiện trường. Một nam nạn nhân bị gãy chân đang điều trị tại bệnh viện Hà Đông. 4 người khác bị xây xát nhẹ. Không hiểu là mất phanh hay như thế nào, coi như phi nhanh quá, nhiều người hoảng hốt từ ở trong kia khách ra chạy ra đây là 300 mét. Thì may là phi vào cái đầu xe bộ đội thì nó mới đỗ dừng được. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông đang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân quận khẩn trương điều tra làm rõ theo thẩm quyền.